hết ngày rồi, giờ em mời hai vợ chồng anh Tiết Cương dùng buffet ở Campuchia cho biết. Cái này buffet này có giá bao nhiêu hả thầy Thi? Dạ một người là 23 đô. 23 đô tính ra tiền Việt chắc cũng gần 600 ha. Dạ. Đó, đây là lẩu ha, lẩu. Bò chiên, ốc, này nghêu, tụ, bò, ôm, quá trời luôn. Bữa nay là đãi thử chậm mình chén, cá, bò, đây là nước chấm. Nè, cái gì đây, steam rice là gì, cơm hay cơm nếp? Cơm trắng. Bóc thử cái này. Cơm gạo lứt, rau gạo lứt nữa. Mấy cái món thì súp crab, súp cua. Cua trời ơi, tôm hùm luôn. Đồ ăn nè, cơm chiên, cơm chiên nè, quá hấp dẫn luôn. Đây chả giò này là giống như ẩm thực ở phố này, như đây đây như đồ nguội á. Nè cái này bánh hỏi gì? Bột chiên. Thường bột chiên. Này gì thưởng? Dạ trứng. Còn nguội. Đó, quá trời. Đây xà lách trộn. Bí đỏ, đây các loại rau. Rồi mệt nghỉ luôn. Này hồng vịt lộn trứng cút. Này là bạch giờ bạch tuộc, tuộc con này. Siêu khó. Không biết là gì luôn. Trời ơi. Trứng này nè. Món cá sống luôn nè. Tưởng nó ăn món vượt nè, nguyên khu này giống như là đồ Nhật vậy đó. Sushi, sashimi. Không, nhưng mà cái này nó cái đó mình không có được ăn. Họ dạ. Cho chân cho mình thôi, còn này ra phần nè. Cái này họ được luôn hả? Rồi. Thôi mình đảo qua đây coi gì đây. Bánh xèo. Này bánh xèo, bánh căn, bánh khọ, bánh đa, bánh chuối. Đặc trưng của Campuchia á. Bún đặc trưng để lát thử ha. Dạ, bún. Lèo. Rồi. Quá wow, trời các loại rau để ăn với bún gì? Bún tên là gì? Bún năm chóc. Năm bờ chóc. Dạ. Đây. Cái này là phá lấu. Cái này là gì ha? Súp gà. Súp gà. Black chicken. Súp gà đen á. Đó, cái này ăn mở màng nè. Dạ. Này gì thưởng? Con sò gì á? Sò. Thì nó giống như sò lông của mình, không biết phải không? Này sò mai nè. Sò mai, trời ơi, cái này. Này mà thử ăn 6 con là đủ xã hội rồi đó. Cá bóng mú. Ốc. Đây là ốc. Làm gì ngộ quá. Ốc mà kiểu miền Tây bây giờ có làm á, kiểu hấp sữa đó. Ốc rang. Trời ơi, thử ơi. Thiên đường. Trời ơi, hào. Trời ơi, hào. Trời hào nhiều thế. Trời ơi, cái này. Nè, tôm. Quá trời. Mà thưởng có thấy không? Ở đây con sò, con nghêu với con ốc hương rất là nhỏ. Này chim chíp nè. Trời ơi, thánh thần ơi, quá trời đồ ăn luôn. Ăn nhiều quá. Cái gì nữa đây? Này là cái mang cá hồi. Này làm cơm cái gì, cơm chiên. Đây là đồ để vô lẩu nè. Này đồ nướng. Nướng. Các loại đồ nướng xiên que. Nhiều quá quý vị ơi. Trời ơi, này đồ nướng. Bên kia kìa nguyên. Ông nội ơi, cái này họ cắt ra này hưởng. Hấp dẫn quá. Quá trời đồ ăn. Đây là hào họ làm chế biến. Hôm nay gì hưởng? Dạ cái này chắc thịt bò. Bò. Miếng sò cua. Còn này trứng hả? Dạ. Chế biến này là chim chắc cút chim bơ. Cái này là ốc hương. Cái này heo bia dữ à. Này ốc len xào dừa. Món này là món cay. Món cay.
gà, chân gà cay á. Rồi qua đây còn gì nữa nè? Đồ lộ, đồ trường này, chân gà. Cái này món người Hoa, này dạng phá lấu phải không? Rồi đi lại đây Thúy Cương thấy có các loại đồ ăn tráng miệng. Đây là các loại bánh, bánh lăng, bánh kem, kem trời ơi, thiên đường chè, hạt đác, đậu xanh, xương sáo, sen, é, bánh lọt, này gì ta? Trứng. Cái này là cái đặc biệt ở đây nè, nó là trứng, nó làm từ trứng với cái đỏ, này cũng trứng luôn. Cái này là chè trứng mà làm từ cái gì, giống như là giống như này. Xanh với trứng nó trưng ra. Vậy hả? Cái này là sâm nè. Sâm. Sâm kia là sen. Sen nè, đậu. Quá trời. Đậu phụ kia. Nè, seri. Nó là bột rau củ. Bột. Cốc. Táo ngâm. Táo ngâm. Nhãn, nho. Này là nước chấm thiên đường luôn hả? Quá trời. Thơm. Đu đủ, bưởi, dưa lưới, thanh long, dưa hấu. Còn đây nữa chưa đâu. Này bánh ngọt. Trời ơi đồ ăn. Quá trời bánh mì, này đồ tây. Này chè. Này chè gì ta? Chè chè viên á, giống như chè vô nước của mình, nhưng mà cái bột nó ăn nó sực sực. Cái này cũng chè giống như cái này chè phúc nốt. Phúc nốt. Này là chè, hạt sen. Này là xôi nè, xôi nè, chè trang với nước sầu riêng. Nước sầu riêng, ông nội ơi. Xôi xiên trang với sầu riêng. Cái này chắc lên 5kg luôn. Cái này là xôi nếp cẩm. Này là này bánh su xê. Mấy cái bánh này là trong đám cưới cao kia đều có. Xê. Trời ơi, còn bánh ngọt. Này bánh bò thốt nốt. Bánh bò thốt nốt. Cái này bánh chuối. Trời ơi, cái này ăn bữa nay chắc còn thưởng lên ký quá à. Còn thưởng ơi, còn thưởng cái này lên về lên chắc lên 5kg quá à. Ông Chi ơi. Dạ. Đang lấy gì đó? Trời ơi, con vô con bánh liền hả? Chưa ăn gì, chưa ăn cái bánh này ăn tráng miệng. Bánh này bánh gì? Trời ơi, Ông Chi vừa vô là ăn tráng miệng luôn thưởng ơi. Ủa đồ chéo miệng có đâu biết. Lấy này ha. Dạ, lấy này. Thưởng ăn này cá này dạ. Cá chép hả thưởng? Dạ, cá hồi. Cá hồi hả? Em ăn cá ngừ đi. Ít cá ngừ đi. Không ít cá ngừ nữa chị nói cho em. Do đứng tính trứng em. Em nó có hai màu đấy. Lấy không, không lấy màu vàng á. Lấy màu vàng. Do này do po lươn. Thôi anh ăn màu đỏ. À, do bi thư bông, do bi thư. Ừ. Đó, thưởng ăn cá ngừ với cá cha hả? Cá ngừ với cá hồi là đủ. Thưởng là đi ăn cũng phê tính xã hội gì ơi. Thưởng tranh thủ ăn hai món này để đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng mà thưởng không ăn cái này là gì thưởng? Bà Tù không ăn hả? Cái dai hay sao? Con này trứng gì thưởng? Trứng cá hồi luôn vậy. Ủa vậy hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại bàn đợi xem thưởng ăn như thế nào. Do bi với bon làm mọi thứ loại. Do bi với bon gì đó, chị nói nãy đó là mọi thứ loại không? Ơi là anh ơi. Ừ, bon là anh. Do bi là hai thứ. Từ 1 tới 10 đếm sao thì mui bi. Mui bi bay. Bon là mui, là pơ, là bay, là bon, không? Rồi nói cho vui thôi chứ đâu biết gì đâu. Rồi. Dĩa này thử hết không? Rồi. Hết luôn. Đã về tới bàn quý vị xem bàn của thưởng đây. Một dĩa cá hồi, cá cá lăn, cá tầm lum và đây. Đó. Chíp chíp. Ốc hương, sò huyết ở đây, ốc nhỏ nhỏ ăn ngon quý vị. Và đây. Đó, một mình thưởng ăn hết một dĩa hào rồi nè. Bồi dưỡng quá thưởng ơi. Thưởng ăn kiểu này là ta nói là mấy người làm buffet lỗ cho thưởng luôn. Trời ơi, hào đã chuẩn bị sẵn sàng luôn rồi. Đó, rồi chấm vô ăn là cái đụng đụng thôi. Wow, thật là tuyệt vời. Ngọt lắm hả Hữu? Ở đây coi Thi Thi ăn món gì Thi Thi?
Ủa này bánh bánh mì kẹp chả hả gì vậy? Lưỡi vịt ăn. Lưỡi vịt là sao? À, cái lưỡi của con vịt đó. Mà cái này mình muốn ăn nhiều cái ăn hay sao? Dạ không anh, một người được có một phần thôi anh. Trời ơi trời. Đặc biệt, món đặc biệt. Chắc có ba tê ngẩm cái gì phải không? Không, cái này là cái lưỡi không anh, không có ba tê. Dạ. Ngon không? Ngon. Một người là trong một phần đơn là chỉ được một cái này thôi. Một vé vô ăn buffet là một người được có một phần, một dĩa vậy thôi. Dạ. Vậy là lát tí Cường thử được không? Dạ, được anh. Trời ơi, Út Chi cũng thử lưỡi vịt kìa. Con có thử không Hải Đăng? Thử nhưng mà từ từ phải không? Hải Đăng từ từ, Hải Đăng từ từ. Tiếp Cương sẽ trải nghiệm món món gì thế Thi? Dạ, xôi xôi ngâm. Xôi qua Thái Lan thì ta có xôi xòi, Việt Nam thì có xôi khúc đầy, xôi khúc đầy. Còn gì? Bây giờ Tiếp Cương sẽ thử món xôi sầu riêng, đồ ăn ngọt Tiếp Cương mê quý vị ơi. Đó, bây giờ sẽ lấy một miếng xôi sầu riêng là lắc phía trên nè. Thấy sao anh? Xôi xiêm sầu riêng nó béo thánh thần ơi luôn. Những người nào mà mê ăn đồ ngọt như cái Cương ăn món này đúng bài luôn. Ngon lắm sao mà em thấy ăn muỗng đầy không? Trời ơi trời, béo rụng rúng luôn. Món này mà Việt Nam có chắc ngày nào cái Cương cũng ăn quý vị ơi. Sầu riêng nó béo. Ê mà chắc này chắc có nước cốt dừa cao chổng này. Dạ. Béo thánh thần rồi. Mà thơm quá à. Thơm. Ngon lắm, thử không? Thử không? Dạ không. Cái này em nghe nó béo quá em sợ. Mà cũng ăn sầu riêng mà. Thử miếng đi. Dạ. Thử luôn. Béo lắm không? Béo mà nó thơm. Sầu riêng. Bây giờ Tiết Cương sẽ ăn hết dĩa này luôn quý vị ơi. Tiết Cương sẽ trải nghiệm món lưỡi vịt độc đáo và coi như là limited, có nghĩa là mỗi người một tiết kê chỉ được ăn một miếng lưỡi vịt theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch Thi Thi. Món này rất là độc đáo, trời ơi, cắn ra tầm lum luôn, cứng quá. Thôi bây giờ mà mình bóc bằng tay đi thì tay Tiết Cương đã khử trùng bằng nước giếng của sông Mekong rồi cho nên không có sợ dơ. Bánh mì kẹp vô lưỡi vịt đó, trời ơi nó tùm lum hết rồi. Tôi không phải là chuyên gia ẩm thực quý vị ơi. Đó mà ăn thử có cảm giác như thế nào nha. Sợ là hồi hộp quá. Cảm giác nó béo, nó ngọt, mềm mà chế biến tan không tan trong miệng luôn quý vị ơi. Cái lưỡi vịt nó tan trong miệng luôn y như ăn bò cô bê vậy á. Cái Cương nóng vậy thôi chứ chưa được ăn bò cô bê. Nhưng mà món độc đáo thì thật thi, thật sự là độc đáo. Mỗi người có một phần thôi, do Út Chi không ăn cho nên Ngọc Thưởng không ăn nữa cho nên chắc lát hồi hướng dẫn viên là Thi Thi làm ba dĩa luôn. Mà thật sự món này ngon tuyệt vời, mặc dù Tiết Cương không biết ăn lưỡi vịt như quý vị mà rất là ngon. Bây giờ Ngọc Thưởng sẽ trải nghiệm món bún năm bò chóc. Qua tôi là lấy những loại rau nè, Thưởng ăn con súng ít thôi, mỗi món ít thôi. Đây đậu, đậu cu que, rau cần con nên điện lấy chút lục bình để Thưởng. Đó gì vậy? Lá me non. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Bất cải. Ngày đó quen nhau. Cái này đâu phải. Mang chút tình nơi xứ xa. Rồi Thưởng đây thử đi. Múc nước súp vô. Đó. Quậy lên em cái cá nó ở dưới á, cá nằm ở dưới. Bún năm bò chóc. Trời ơi trời. Cá xay nhuyễn. Đúng rồi. Cá với lại đậu phộng á. Đậu phộng. Tuyệt vời. Ngọc Thưởng lần đầu tiên trong lịch sử loài người mới được ăn bún năm bò chóc. Năm bò chóc. Ăn vô là cái mỏ chóc 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 luôn á. Để coi có năm bò quan không? Có năm bò quan. Rồi lấy đũa đây. Đũa đây mà.
Muốn ở bàn có rồi, bây giờ lại bàn phải không? Thôi cái này lộn rồi thưởng ơi, cái này của bên đây thưởng ơi. Thưởng lộn hoài. Thôi khỏi đi thưởng ơi. Rồi thôi vậy được rồi. Ngọc Thưởng trải nghiệm muốn năm bờ chốc. Bắt đầu. Muốn năm bờ chốc. Xuất phát từ Campuchia, mời bạn ăn ngay, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ủa, thử ăn rồi sao, cái vị nó giống bún cá của mình không? Nó sao sao thử phát biểu ý kiến đi. Cái mùi thơm là cũng giống bún cá vậy hả, nhưng mà ăn vô nó có cái vị béo. Vị béo đúng rồi, anh thấy cái nước cốt của nó đó, nước lèo này chắc nó có nước tại dừa. Vì không phải nước dừa mà nãy chị Thi có nói là cá xay đậu phộng đó. Đậu phộng, à, đậu phộng béo, cái béo của đậu phộng ha. Nhưng mà cái béo này nó không, nó vừa lắm, nó không làm mình ngán. Nhưng Ngọc Thưởng là thích bún cá, và nay thì cô ấy trải nghiệm 4 năm bờ chốc là đúng bài luôn. Ngon không? Dạ rất ngon. Cái này buổi sáng ăn sáng cũng tuyệt vời ha. Tuyệt vời luôn. Thế Cương chưa được ăn 4 năm bờ chốc thì Thế Cương sẽ thử một muỗng. Hả? Mà hơi vàng vàng, em nghĩ là nghệ á. Vậy hả, nghệ dạ. Vậy là kiểu bún xim lo của Long An mình ha. Không, vị nó khác. Nhưng mà bún xim lo cũng xuất phát từ Campuchia đó. Dạ. Bún cá ở Châu Đốc nó béo hơn. Ờ, bún cá Châu Đốc cũng xuất phát từ Campuchia luôn. Chị Thi hôm nay đã dắt vợ chồng đi ăn rất là ngon, nhiều món mà em chưa có từng ăn luôn, là một tiêu ăn luôn á chị. Sao thấy Ngọc Thưởng bữa nay thấy mới ăn xong thấy lên ký mặt tròn quá vậy? Thôi đi nha, chồng hoài, có lên ký đâu. Tôi thấy hai người không có lên ký mà hai người ăn cái mặt giống như hai cái mâm vậy á, đã thể đặt được 4 chén chè. Cục quá à, ăn có củ phê, đi ra cần lên ký luôn. Đây là nhà hàng gì vậy Thi Thi? Dạ, nhà hàng Tân Lê Ba Sắc 2 anh. Ờ. Thế Cương thấy nhà hàng ăn ngon mà chất lượng ha. Dạ. Chi nhánh 2 ở gần cầu Sài Gòn, người Việt trời biết ơi. Nhiều. Có hai chi nhánh luôn hả? Dạ, hai chi nhánh. Rồi rất là cảm ơn ngày hôm nay. Dạ. À, cả ngày nay Thi Thi đã dẫn vợ chồng Thế Cương đi tham quan rồi, buổi tối còn mời ăn một buổi buffet rất là thịnh soạn, rất ngon. Cảm ơn Thi Thi, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào.